Với 21 năm hoạt động ở Việt Nam, nhiều dự án giáo dục được thực hiện trên phạm vi 10 tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam. Tổ chức SCC đã thể hiện sự nỗ lực hết sức mình, mong muốn hỗ trợ cho tương lai của trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam được ngày một tốt đẹp hơn. Những chuyến đi của các nhân viên dự án của SCC đến tận nơi gặp gỡ các em nhỏ. Khó khăn, vất vả, nhưng họ không chùn bước. Tất cả là bởi sự thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và học hỏi những mô hình làm việc thành công. Đó là hành trình của trái tim thiện nguyện, của đội ngũ chuyên nghiệp kết nối tấm lòng nhân ái từ khắp mọi nơi, cùng chung bước với trẻ em khó khăn để các em được đi học, có cơ hội phát triển hết khả năng của bản thân và có điều kiện để chính các em và gia đình thoát nghèo một cách bền vững. Em nhận được học bổng của SCC là năm lớp 6. Lúc đó thì gia đình em không có đất canh tác. Hai mẹ em phải đi làm thuê ở ngoài, rồi là mướn đất làm trồng khóm ở nhà nữa. Để có thể lo tiền cho em với lại em có em đi học. Rồi phải lo tiền ăn trong gia đình rất là khó khăn. Có lúc là nhiều khi không có tiền để đóng học phí á. Mẹ phải đi vay ở ngoài. Sau đó thì em được SCC hỗ trợ về tập viết và sách vở, hỗ trợ gạo và tiền học phí. Gia đình em đỡ nhiều lắm. Từ năm lớp 6, em Dương Thị Tuyết Giang đã được chương trình hỗ trợ học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của SCC lưu tâm và tạo điều kiện để em đến trường. Với việc hỗ trợ đó, Giang đã học xong chương trình lớp 12 một cách thuận lợi. Thế nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn khi em tốt nghiệp và đối diện với ước mơ học lên cao hơn nữa. Lúc đó trong nhà không có tiền nên mẹ mới biểu em là hay là nghỉ học để đi làm. Lúc đó em buồn lắm, mấy đứa bạn cứ gọi điện hỏi coi em định đi học ở đâu á, để ở trọ. Coi có học chung với mấy bạn thì đã trọ chung. Đó nghe mấy bạn hỏi buồn quá khóc mà. Cái ra đằng sau nói chuyện á, cái mẹ mới nghe, mẹ mới thấy. Cái mẹ mới đi ra tiền, để đóng tiền cho em học. Bữa em xuống trường đóng tiền á, là bữa cuối cùng để trường nhận. Là bữa cuối cùng mà trường nhận hồ sơ. Cái xong rồi đóng tiền xong thì sau đó em mới biết được là SCC hỗ trợ, sẽ hỗ trợ cho em nếu mà em học lên tiếp trung cấp. Lúc đó cả nhà em vui lắm. Tại vì thì em sẽ không phải lo tiền học phí nữa. Lúc đó nếu mà không có được sự hỗ trợ của SCC thì em chắc là em sẽ phải nghỉ học. Tại vì năm lớp 10 là em có em, mà em không có thể nào mà lo cho cả hai chị em đi học, cho nên em có em đã nghỉ học để đi làm. Để đi hàm, để phụ gia đình lo cho em. Và sau này em, lúc em mới ra trường, em đi làm, em có em mới đi học trở lại. Lúc đó khổ lắm, hai vợ chồng đi làm mướn, hai đứa nhỏ ở nhà. Thì bữa cơm thì có khi có ăn, có khi cũng chưa ăn. Rồi nhà trên hỗ trợ nhân cho mà nó TC á, thì cô mừng lắm, mà cũng đỡ được phần đó. Sợ sau này nó cũng khổ như mình, rồi cho nó đi học rồi nó có cái nghề. Không chịu chùn bước trước những khó khăn và quyết tâm cho con được đi học để thoát cảnh nghèo. Quyết định đúng đắn đó của ba mẹ Giang càng được củng cố thêm sau khi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chương trình phát triển trẻ em của SCC. Đó là nguồn động lực đầy ý nghĩa cho sự hiếu học của các em nhỏ ở những miền quê nghèo như Giang. Bây giờ thì cảnh gia đình em đã đỡ hơn. Tại vì thay vì hồi đó là lo cho hai đứa em cùng đi học, bây giờ chỉ có một mình em có em thôi, còn em thì có thể tự đi làm, có thể giúp ít được một chút cho gia đình. Trước kia, tỷ lệ học sinh bỏ học ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang khá đông. Thế nhưng từ ngày chương trình xây dựng trường học và chương trình phát triển trẻ em hỗ trợ học bổng cho trẻ của SCC về đến địa phương, thì tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 1/3. Đó là một con số đáng ghi nhận cho những đóng góp tích cực của chương trình và từ các cán bộ dự án đến từ tổ chức SCC.
rồi đó chị. Sau khi tốt nghiệp trung cấp dược ở Tiền Giang, em Giang đã tìm được một công việc phù hợp ở quê, có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ thêm cho gia đình. Công việc hiện tại của em là một dược sĩ. Em hiện tại thì em đang bán thuốc ở Mỹ Tho và em cảm thấy rất là hài lòng với công việc này, tại vì công việc này là cũng là công việc mà em yêu thích. Em yêu thích từ nhỏ, tại lúc nhỏ là thấy mẹ cứ hay bệnh thường xuyên á, cho nên em nghĩ là em chọn nhầm, không nhanh này. Em mong muốn là em sẽ cố gắng làm để em có thể tiếp tục đi học và em sẽ dành dụm tiền để ba mẹ có thể mua được đất để một miếng đất để cất nhà, tại vì đất hiện tại là ba mẹ chỉ hồi đó là mướn ở thôi, bây giờ là vẫn ở đậu chứ không có đất nhà.